Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV của tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp. Sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa cho biết, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15 đến 30 mm, có nơi trên 70 mm. Mưa tập trung vào chiều và đêm. Chiều và đêm ngày 24 tháng 5, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15 đến 30 mm, có nơi trên 70 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1. Sau đây là dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước như sau. Thủ đô Hà Nội có mây, có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ C. Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 đến 32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C. Vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ C. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Riêng vùng ven biển có khả năng xảy ra lốc xoáy. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 đến 32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Bắc, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Riêng vùng ven biển có khả năng xảy ra lốc xoáy. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Tây Nguyên nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất 29 đến 32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất 32 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ C, nhiệt độ cao nhất 34 đến 35 độ C. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Đừng quên bấm thích video và đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên cập nhật những thông tin mới nhất trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.